Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được xây dựng từ năm 2018. Tuy nhiên thì chủ nhà thời gian này có nhu cầu chuyển đổi nên có nhờ bên Nhà Tốt bán rất là đẹp, vị trí thì siêu đỉnh, kinh doanh siêu đỉnh luôn quý vị ạ. Với cái căn nhà này thì diện tích là 57m², cụ thể thì nó là thuộc khu dịch vụ 2, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây chính là vị trí căn nhà mà Ngọc Ánh muốn quay và gửi tới cho quý vị. Với cái căn nhà này, lô góc hai mặt thoáng, đường ô tô đỗ cửa ngày đêm hoặc ô tô vào nhà. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm nhà kinh doanh đỉnh, spa, văn phòng, mọi cái thì rất là ok. Và vị trí thì gần như là trung tâm của quận Hà Đông. Đường ngõ ô tô thực tế ở đây có thể kinh doanh được. Bấm theo em cụ thể vào khám phá căn nhà này nhá. Căn nhà này thì diện tích thực tế trên sổ đỏ là 57m², có vỉa hè thực tế ở đây mọi quý vị ạ. Có vỉa hè toàn bộ cái căn nhà này. Vừa mới chủ nhà có sửa đổi lại một chút về cái phần sơn cũng như là hoàn thiện một chút cho quý vị. Nhà vẫn, nếu như để mà nói thì vẫn như là mới nha mọi người. Lô góc hai mặt thoáng cho nên quý vị nhìn thực tế, ngắm nghía xung quanh ruộng ảnh luôn. Nhìn siêu là rộng. Và cái mặt tiền của nó, nếu như mà tính cả hai bên lô góc ấy, thì mặt tiền của nó sẽ rơi khoảng tầm 6m, hơn 6m mọi người ạ. Siêu là rộng luôn ấy. Và mời theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà này. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp đá rồi, rất là chắc chắn. Và mời theo em vào tầng 1 khám phá xem căn nhà 57m² này thiết kế ra sao, kinh doanh đỉnh như thế nào ạ. Quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh ở đây, mọi người đều đang là kinh doanh gần với lại chợ Mỗ Lao. Đây là một trong những trục đường chính của Mỗ Lao, giao thông đi lại rất là thuận tiện, gần với chợ, trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 ở Mỗ Lao. Xe đi ngày đêm và xe ở trước cửa đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Còn nếu như quý vị nào mà có nhu cầu đầu tư thì căn nhà này cũng rất chi là hợp lý cho quý vị. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này là lô góc, bởi vậy cho nên là nếu như để mà nói về độ vuông thì nó không có đâu mọi người ạ. Cái căn nhà này lô góc hai mặt thoáng cho nên nó không vuông hẳn. Mà đây mọi người có thể nhìn thấy này, nó có hai cửa. Cửa nó hơi bị bát một chút ở đằng trước đó. Về phần hoàn thiện, ánh sáng ngập tràn vào bên trong của cái tầng 1. Hiện tại Ngọc Ánh đang quay tầm trưa và không hề bật điện đâu mọi người nhá. Đấy, có hai lớp cửa bên này cho quý vị. Với cái căn nhà này thì đi lại rất là thuận tiện. Cụ thể nếu như mà là cái căn nhà này nó mà cách với vị trí cầu Trắng Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 500m thôi mọi người ạ. Cách với trung tâm hành chính quận, lối ra giao thông đi lại nó gần như là trung tâm của quận Hà Đông rồi. Ngọc Ánh xin nhắc lại, với cái căn nhà này nó thuộc dịch vụ 2, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông quý vị nhá. Đấy. Gạch lát nền ở phía dưới tầng 1 thì là gạch granite, quý vị có thể để xe ô tô vào nhà thoải mái. Và tiếp theo ở tầng 1 ở đây còn một phòng vệ sinh. Thực ra cái tầng 1 này thì chủ nhà trước kia cố tình là một là quý vị có thể, nếu như mà để ở kinh doanh thì mọi người có thể cho thuê, còn nếu như quý vị để ở thì tầng 1 này quý vị có thể để xe ô tô cũng như là làm kinh doanh ở phía dưới, rất chi là hợp lý. Nhà có vỉa hè, xe máy đậu đỗ thoải mái. Tầng 1 đấy thì ở đây là còn một phòng vệ sinh và đây là giếng trời để lấy toàn bộ cái phần thoáng ở xuống cái tầng 1 nha mọi người. Có hai phần cửa chính, cửa nào cũng thiết kế là cửa cuốn, rất chi là hợp lý. Đó. 57m² một sàn, rất là rộng, thiết kế 5 tầng. Và mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng rộng mọi người ạ. Với tầng 2, mục đích căn nhà này xây dựng để kinh doanh là chính. Còn nếu như quý vị ở thì quý vị về có thể sửa sang theo ý của mình thoải mái. Còn hiện tại với cái căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là nhà cũ được xây dựng từ năm 2018 nha mọi người. Tuy nhiên thực tế như trên video mọi người nhìn thấy không ạ, rất là mới bởi vì chủ nhà này ở rất là ít. Đấy. Lô góc 1, 2, 3 và 4 cửa sổ. Siêu rộng luôn mọi người ơi. Này. Đó. Nhà thì hiện tại nó chỉ có như thế này thôi, nó không có đồ nội thất. Cho nên là quý vị nhìn thực tế vị trí có thể kinh doanh. Cái này là nhắm đến những cái đối tượng khách hàng mà đang có nhu cầu kinh doanh. Và giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang chào ra nhờ bên Nhà Tốt bán là có cái giá 13.500.000.000 nha mọi người. Với cái giá đấy thì bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái phần ở tầng 2 này thì đấy chỉ thiết kế một sàn đúng một phòng như thế này và làm cửa kính nha mọi người. Đấy.
Được cái ưu điểm đó là cái vị trí, ưu điểm tiếp theo đó là chính là lô góc rất là thông thoáng. Đấy, trục đường đi lại thì giao thông rất chi là thuận tiện, nó nằm ở trên trục đường chính, kinh doanh đỉnh luôn mọi người ạ. Và Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng tiếp theo, tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhé. Tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ơi. Trên tầng 3 và tầng 4 thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Hiện tại đúng là cái khung giờ này quý vị có thể nhìn thực tế Ngọc Ánh đang không có bật điện, nhưng mà cái độ ánh sáng cũng như là cái độ thoáng thì phải nói thật với mọi người luôn là vào trong căn nhà này nó cực kỳ là thoáng. Và đây là cái phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây, siêu sáng luôn mọi người ạ. Đầy đủ những cái công năng sử dụng cho quý vị. Với một cái căn nhà 13 tỷ 500 triệu đồng như thế này, với cái vị trí kinh doanh đỉnh, quý vị nào đang có nhu cầu tìm kinh doanh được, hoặc là quý vị có một cái nguồn dòng tiền mà muốn đầu tư để cho thuê văn phòng mọi thứ, thì cái căn nhà này đáp ứng được cái điều đó cho quý vị ạ. Đấy, đây là cái phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 3. Phòng ngủ nào cũng thiết kế là phòng vệ sinh ở bên trong mọi người nhá. Đấy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, thiết kế và lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này thì theo đúng hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Hoặc nếu như mà muốn kinh doanh luôn thì có thể kinh doanh được ngay. Bởi vì nó nằm ở trên cái trục đường chính, cho nên là xe cộ cũng như mọi cái mọi người đi qua đông đúc nha mọi người, rất là đông đúc. Đó. Nói chung nhà thì có như thế nào Ngọc Ánh quay review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị. Mọi người đến xem cái căn nhà trên video như nào thì đến đây nó là y như vậy. Mọi người hoàn toàn yên tâm, kể cả cái giá bán thì cũng là cái giá bán mà chủ đầu tư nhờ bên nhà tốt bán. Và tất nhiên trong cái giá đây thì có thương lượng. Và trong cái khoảng thương lượng như thế nào thì quý vị có thể gặp trực tiếp Ngọc Ánh để Ngọc Ánh đưa đến gặp chủ nhà nhá. Và bây giờ mời người theo em lên khám phá tiếp theo tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế Ngọc Ánh đã vừa chia sẻ rồi, nó giống hệt như tầng 3 thôi. Như vậy với cái căn nhà này, tầng 1 thì có thể để gara ô tô hoặc có thể kinh doanh. Tầng 2 thì quý vị có thể làm phòng khách. Thực ra ấy, Ngọc Ánh đang quay thì cái này nó là ý kiến cá nhân, ý kiến cá nhân thôi. Còn quý vị nào mà có nhu cầu đầu tư kinh doanh hoặc là buôn bán kinh doanh gì đó thì quý vị có thể tưởng tượng ra. Ngọc Ánh quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 cho quý vị. Quý vị xem nào, tầng 1 thiết kế như thế nào là hợp lý. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây, trên phía tầng 4 nha mọi người. Tầng 4 ở đây thì ở trên này lại có lắp thêm một cái vách kính để tắm. Đó. Cửa sổ thông thoáng. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng. Nhà không có nội thất. Thì mình về mình dễ dàng lắp đặt cũng như là gọi bên đội nội thất vào đo đạc theo đúng cái khổ nhà mọi người ạ. Để mọi người có thể sắp xếp sao cho nó phù hợp. Bởi vì cũng có khá là nhiều khách hàng chia sẻ với Ngọc Ánh là nhiều khi anh chả thích nhà có nội thất đâu, bởi vì là cái màu sắc rồi mọi cái anh thích nó khác hơn. Thì những cái căn nhà mà nó đắt tiền như thế này thì quý vị có thể về tự làm theo với mình là thích nhất, đúng không ạ? Đó, đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Và với cái vị trí Mỗ Lao Hà Đông này thì nó cách với lại ngã tư Sở mọi người ạ. Nó cách với ngã tư Sở nó chỉ mấy km thôi, khoảng tầm 3 km thôi. Nếu như mà quý vị nào mà có đang đi làm ở trên đấy mà muốn tham khảo khu vực này thì nó rất chi là hợp lý. Nó vừa thông thoáng đường ngõ, thoáng ô tô, kinh doanh. Đó. Cái tầm tiền này thì thực sự là trên nhà tốt không có quá nhiều mọi người ạ. Nhưng mà vì chủ đầu tư, chủ nhà là nhờ bán cho nên Ngọc Ánh cũng cứ quay lên để cho quý vị nào có nhu cầu tham khảo, hoặc là anh chị em bạn bè tham khảo thì mọi người xem được video này thì chia sẻ giúp em nhé. Đây là cái phòng vệ sinh ở phía bên trong, phòng nào cũng đầy đủ phòng vệ sinh ở phía bên trong cho mình luôn, sử dụng rất chi là hợp lý. Đó. Như vậy với căn nhà lên trên phía tầng 4 là có 4 phòng riêng biệt rồi mọi người ạ. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao, mời mọi người khám phá nốt tầng 5 của em nhé. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy cực kỳ nhiều ánh sáng cũng như là cái không khí tự nhiên vào trong căn phòng này, trong các khu vực cầu thang, các phía cầu thang ở dưới. Với trên tầng 5 này nhá mọi người, thì chủ nhà thiết kế như sau. Tầng 5 này trước kia chủ nhà có để bếp ở trên này nhá mọi người. Đây, thực tế đây là phần bếp này, ngoài này là phần sân phơi này, và có một phòng thờ riêng. Đây là phần phòng thờ của gia đình. Đây mọi người ạ,
Đấy, review chắc là chẳng có ai review chi tiết cụ thể như em đâu. Nhà có sao thì nói đúng như thế. Đường, hướng, giá, vị trí. Các nhà này thì hướng của nó là hướng Tây Bắc quý vị nhá. Đó, trên phía tầng 5 này thiết kế rất là hợp lý, nhiều khoảng không. Đây là cái không gian phòng bếp. Ngọc đã chia sẻ rồi, quý vị về quý vị có thể thay đổi tùy theo cái sở thích, tùy theo cái công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn cái nhà Ngọc Ánh đang quay theo hiện trạng thì nó chỉ được như thế này thôi mọi người nhá. Và đây là phía đây, sân phơi. Ánh nắng, ánh sáng ngập tràn. Căn nhà này lô góc cho nên đấy quý vị có thể nhìn thực tế luôn, là nó không quá là vuông vắn, nó có rất là nhiều góc cạnh. Tuy nhiên với căn nhà thiết kế tối ưu công năng cũng như là những cái mà chi tiết nhỏ nhất, ví dụ những cái phần chéo thì chủ đầu tư đa phần là đã để đặt cái nhà vệ sinh vào đấy rồi, cho nên cái phòng ngủ nó rất là vuông mọi người ạ. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại, với cái căn nhà này diện tích 57m², hướng nhà là hướng Tây Bắc, căn nhà này có thể kinh doanh siêu đỉnh bởi vì vị trí của nó quá là xuất sắc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.